Với ca khúc Tình Nhạt Phai, những người dẫn chương trình hôm nay không thể quên được, không thể phai màu được với ấn tượng tình cảm của chú Thủy dành cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta. Một tình cảm chiều mến nữa đại diện cho đại vẹt và phái nữ, đó là giọng hát của em gái Trinh Nhi. Sau đây sẽ cấu tình yêu để chúng ta cùng tiếp tục chương trình đại lễ thương.